Ngày mùng 2 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đang khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, truy xét hung thủ trong vụ án mạng liên quan một người nước ngoài. Được biết khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày mùng 1 tháng 2, người dân trong khi đi làm giấy ở thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết thì phát hiện thi thể nam giới đã tử vong được cuốn trong chăn, chân bị trói, trên đầu có vết thương. Nạn nhân được xác định có quốc tịch Nga, cao hơn 1,8 m, khoảng hơn 40 tuổi, chỉ mặc quần đùi và thời gian tử vong khoảng 3 đến 4 ngày công an tỉnh bình thuận đang tổ chức truy xét trích xuất camera để điều tra